Đây là xe tải của mình và chở 150 cặp chim bồ câu Titan xuyên thịt của Thái giao cho khách ở Bình Thuận. Đây đặt máy liền nhá. Chim bồ câu về nhà khách bị đặt máy liền như thế này. Rất là sung của chủ nhà cũng có hỗ trợ mình để vận chuyển bằng cái xe này để đẩy chim bồ câu ra phía sau nhá. Những người chưa kinh nghiệm nhiều nuôi chim bồ câu, cho chim bồ câu ăn ra sao, chế độ dinh dưỡng thế nào. Xin chào tất cả bà con. Đây là xe tải của mình và chở 150 cặp chim bồ câu Titan xuyên thịt của Thái giao cho khách ở Bình Thuận để làm giàu nha mọi người. Và đây là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt đang sinh sản nha mọi người nhé. Đây, lát nữa mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng những cặp chim bồ câu cực đỉnh ở trại của mình. Đây, chim vừa mới hạ cánh nha mọi người. Và khi giao cho khách á, ở trại của mình luôn ưu tiên một cái, đó là chim bồ câu phải làm sao đến nhà khách phải thật khỏe mạnh. Và những cặp chim đó đều là những cặp chim đang ghép, đang sinh sản và ghép cặp cực tốt ở trại của mình. Và mình có đánh dấu á, nếu mọi người để ý kỹ á, thì mình có đánh dấu ở đầu và một số vị trí để khi mà ra tới nhà khách mình sẽ bắt đúng cái cặp đó ra. Thì đây nha mọi người. Đây, trước khi mà đi ra phía sau xem cái trại của khách thì cho mọi người xem qua một vòng chim bồ câu khỏe mạnh nha. Và mình có cặp mà có tặng anh chủ nhà một vài cặp chim bồ câu cảnh. Đây có bồ câu xòe, bồ câu gà Mỹ, bồ câu thổi kèn mình tặng cho khách. Thì đây, từ cái nhà mà ra tới cái trại cũng khoảng tầm hơn 100m thì anh em của chủ nhà cũng hỗ trợ mình để vận chuyển bằng cái xe này để đẩy chim bồ câu ra phía sau nhá. Và khi mà giao chim làm trại cho khách ấy, thì 100% bên mình là bao đầu ra luôn cho mọi người. Và đối với anh này cũng vậy, bên mình là sẵn sàng bao tiêu sản phẩm cho người nuôi. Nên là ở đâu cũng vậy, mọi người nuôi chim bồ câu ấy, thì mọi người cũng có một cái rất là yên tâm. Đó là bên mình, thứ nhất là chim giống đảm bảo cực kỳ chất lượng. Cái thứ hai ấy, đó là chim bồ câu ra đàn hàng tháng bên mình sẽ thu lại. Thành ra mọi người có một cái yên tâm, rất là yên tâm khi mà nuôi chim bồ câu. Thì ở Bình Thuận thì nuôi chim bồ câu cực kỳ, và nó là cực kỳ ok và cực kỳ tốt luôn. Có thể nói là ở Việt Nam mình ấy, thì cái dòng chim bồ câu Titan siêu thịt của Thái này nó thích ứng với tất cả những khu vực, ở đâu mọi người cũng có thể nuôi được cái dòng chim bồ câu này. Và đây là dòng chim bồ câu siêu thịt, siêu đẻ, siêu lợi nhuận ấy. Nó là cái dòng bồ câu ok nhất hiện nay nha mọi người. Và cái chim bồ câu này mọi người cứ để ý ấy, là nó không bị bệnh gì cả. Sức đề kháng của nó cực mạnh và nó khác rất nhiều so với những dòng bồ câu khác, như dòng bồ câu ta, như là những dòng bồ câu kiểng khác, là không ăn thua bằng cái dòng bồ câu Titan siêu thịt của Thái này đâu. Tuy nhiên thì một số những cái dòng bồ câu kiểng thì nó nhiều người họ vẫn thích nuôi tại vì cái vẻ đẹp của nó. Còn nếu mà kinh doanh, nuôi kinh doanh ấy, thì chắc chắn 100% là mọi người phải nuôi cái dòng bồ câu Titan siêu thịt của Thái này. Tại vì nó đẻ rất là nhanh và mọi người có lợi nhuận liền. Đấy, ví dụ như là những cái cặp chim bồ câu này về đẻ liền là khách hàng là có lợi nhuận liền thôi. Và chắc chắn rồi, khi mà mình giao chim cho khách thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho những người chưa có kinh nghiệm nhiều nuôi chim bồ câu, cho chim bồ câu ăn ra sao, chế độ dinh dưỡng như thế nào và sổ giun ra sao. Và chim bồ câu này mọi người thì mình chỉ phải sổ giun khoảng 6 tháng một lần thôi. Đấy, cám thức, cám này, bắp này, tiêu chuẩn y hệt như ở trại nông dân làm giàu của mình. Và khi đến khách thì áp dụng nuôi đúng cái kỹ thuật này thì đảm bảo với mọi người luôn, đó là mọi người sẽ thành công. Và cái dòng bồ câu này nó sẽ đẻ tầm khoảng là 25 đến 30 lứa trên một năm cho mọi người nhé. Và mình có cái bí quyết để có thể chim bồ câu, bắt chim bồ câu đẻ hết năng suất luôn nha. Đây, quá trình hoàn thiện rồi. Mỗi cặp một lồng, rất là bài bản. Và chim bồ câu nha, khi mà mình giao cho khách ấy, thì nó phải lanh lẹ như này mọi người nha. Đây, cực đẹp. Chim này là mình chuyển từ trại chính của mình, từ tỉnh Đắk Lắk lên nha.
mình đánh dấu cặp rõ ràng, giao cho khách là đảm bảo là không đánh nhau luôn. Ai mọi người thấy không? Cặp nào là êm ru cặp đó luôn á. Và anh chủ trại này cũng rất là kỹ tính nha mọi người nha. Trại anh thiết kế thứ nhất là cực kỳ thoáng, và ở mọi thứ xung quanh á, thì rào lưới đâu có thứ là kỹ càng lắm, và để tránh chuột bọ mọi người. Nuôi chim bồ câu thì mình chỉ sợ cái là chuột thôi. Còn chim bồ câu này thì nhìn cái quang cảnh như thế này thì quá là tuyệt vời rồi. Chim bồ câu thì nó thích cái sự thông thoáng nha mọi người. Và tuy nhiên ví dụ là ở miền Trung á, khu miền Trung á, thì những cái mùa mưa bão á, thì mọi người cần che chắn lại thêm. Đây mọi người thấy bài bản quá đẹp. Công năng của nó cũng phải được khoảng 300 cặp, hơn 300 cặp mọi người nhé. Đây là một phần diện tích rất nhỏ anh ấy làm sẵn thôi. Còn mai mốt thì chắc chắn là tương lai thì sẽ tính bằng ngàn cặp chứ không phải là là vài trăm cặp đâu. Thì anh ấy mua trước của mình 150 cặp nhé. Đây cho mọi người xem quang cảnh trại luôn này. Rất là bài bản. Và mọi người có thể tham khảo cái cách xây trại như thế này để mọi người có thể áp dụng và làm theo. Nuôi chim bồ câu thì mình hay nói mọi người là ví dụ đối với 100 cặp thì mọi người hay hỏi mình là 100 cặp thì liệu rằng một tháng mình lời được bao nhiêu sau khi trừ hết cái chi phí bỏ ra. Thì ở trại của mình với kinh nghiệm của mình nuôi chim thì đối với 100 cặp thì một tháng mình lợi nhuận được khoảng là 6 triệu đồng nha mọi người nhé. Dao động khoảng là 6 triệu đồng. Thì mọi người thấy đấy, nuôi chim bồ câu thì một ngày mình chọn 2 lần, 8 giờ sáng và 2 giờ chiều, mỗi lần trong khoảng 2 nắm thôi. Và những cặp này về nhà khách là chuẩn bị đẻ này, nó đứng như này là chuẩn bị đẻ mọi người, lên ổ đó. Thì thế có thể thấy là ở trại của mình nó chất lượng như nào, hình ảnh mình quay thực tế luôn nha, giao cho khách mình này, thực tế luôn chứ mình thấy có nhiều ông đi giao chim cho khách xong chim về nhà nhìn nó chán lắm. Có nhiều người hay gửi video cho mình xem á. Thứ nhất là chim thì có nhiều dòng chim nó like á, mà họ vẫn bảo là đây là dòng bồ câu ti tan thải, mình cũng đến lại luôn á, lại thiệt. Còn ở trại mình phải nói là cái dòng bồ câu ti tan này là ở ngay cả Việt Nam mình là anh em mình là mang cái dòng chim bồ câu ti tan này về và bán cho mở rộng việc kinh doanh và hợp tác liên kết với người nông dân trên cả nước rất là nhiều luôn. Và dòng chim nó phải chuẩn nha mọi người nhá. Đây mọi người thấy, mọi người xem này, ti tan là phải chuẩn nhá. Còn cái màu mực trên lông trên cánh là mình đánh dấu á, anh em mình kỹ lắm. Đi giao chim cho khách á thì ai cũng trên cái tâm thế là chim bồ câu về nhà khách là phải đẹp, là phải đẻ, thì thế người ta mới mừng, người ta mới thích chứ. Nhưng mình đi giao chim bồ câu cũng vậy. Ví dụ là mình luôn muốn là cái người nuôi chim của bồ câu của mình thành công đấy, mình nên mình hướng dẫn nhiệt tình và hướng dẫn hết tất cả cái công năng và công suất của mình biết về con chim bồ câu, mình truyền lại cho mọi người. Và mọi người cũng lưu ý và biết đến ở trại mình thì trại mình giao chim bồ câu là cái độ tuổi của nó cực kỳ đang là sung sức, chứ không bao giờ là giao chim tào lao hay chim già đâu mọi người nhé. Người nhìn con chim mọi người biết liền đấy. Với 150 cặp chim bồ câu này ấy, thì cái chi phí ấy, mình bỏ ra thì nó cũng không nhiều đâu mọi người. Đối với mọi người nuôi những cái dòng cái loài khác như bò, heo, gà thì chim bồ câu này mình nghĩ nó chỉ một nửa thôi, hoặc là chưa đến một nửa ấy, chưa đến một nửa cái chi phí mình bỏ ra so với nuôi những cái loại khác. Mà nuôi những cái loại khác là mọi người biết không, đó là rất lâu có thu nha. Còn chim bồ câu này thì khoảng 20 đến 25 ngày sau là mọi người đã có chim bồ câu bán rồi. Ở Bình Thuận này thì người ta ăn chim bồ câu rất là nhiều, không phải riêng ở Bình Thuận đâu mà ngay cả ở Việt Nam mình á, chim bồ câu á được tiêu thụ rất là nhiều. Và thức ăn á kiếm cực dễ, ở đâu cũng có, cám trộn lấy bắp như này thôi mọi người. Người mà đang yếu cho người hoặc là những bà bầu ấy, thì cái thực phẩm chim bồ câu titan siêu thịt của Thái này là vô địch thiên hạ rồi. Một con chim bồ câu giá trị bằng 9 con gà.
và giá chim bồ câu ra ràng thì nó cũng trong tầm tay mọi người có thể mua được mà. Nên là cái dòng chim bồ câu ở ra ràng ở trại mình là không có để bán luôn, luôn trong tình trạng cháy hàng. Nên là mọi người cứ hợp tác với mình đi, mình đảm bảo cái đầu ra cho mọi người. Hợp tác với mình. Và đây này, cho mọi người xem này, cám ở đâu có, và hợp tác với mình thì dễ lắm. Mình có số điện thoại ở trên, ngay cả trên video này. Mình để luôn số điện thoại các thứ ở trên để mọi người tìm mình cho đúng. Nhưng mà nhiều người cũng mạo danh kênh của mình để bán chim mọi người nha. Nhiều người mạo danh lắm. Và một vài năm nay thì trại bồ câu của mình thì có rất nhiều những cái chi nhánh. Và cái những cái địa điểm chính của mình là vẫn là ở trên Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người nhé. Nên là anh em nào ở dưới miền Tây thì có thể lên Sài Gòn mình tham quan. Ở dưới khu vực Tây Nguyên, miền Trung, miền Bắc thì mình sẽ giới thiệu những cái địa điểm gần nhất để mọi người có thể đến tham quan. Còn ở Bình Thuận cũng vậy, muốn tham quan ở đâu mình cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người để mọi người biết cái cách nuôi chim bồ câu cũng như là cái thị trường chim bồ câu hiện tại nó như thế nào. Và chuồng trại nuôi chim bồ câu thì mọi người thấy đấy, cái ăn này là kỹ, rất kỹ nha. Cái chi phí bỏ ra chủ yếu là xây chuồng trại, và nhiều người thì có thể tận dụng lại cái chuồng trại ấy. Mọi người có thể thời gian trước nuôi những cái con vật khác nhưng mà nó không hiệu quả thì mọi người có thể cải tạo lại để có thể nuôi chim bồ câu được. Nuôi chim bồ câu thì nó có thể nó có hai cách, là nuôi nhốt từng cặp như mọi người thấy, hoặc là mình có thể nuôi quần thể thả chung luôn. Nhưng mà nuôi theo cái hướng nhốt từng cặp cái này vẫn là tối ưu nhất. Tại vì mình quan sát được những cái tất cả những cái cặp chế độ ăn uống, cũng như là khi mình sổ giun thì cái cặp đó nó ăn ăn thuốc sổ giun đúng liều lượng thì ok. Đấy, chim rất đẹp nha. Mình luôn tự hào khi mà mình đưa chim cho khách thì mọi người đều rất là thích. Những cặp chim còn rất là trẻ tuổi đời và sung sức thì giao chim cho khách thì họ mới thích mọi người ạ. Và mọi người xem cái video này thì có thể học và làm theo. Đối với những người mà đang có cái nhu cầu hoặc là mong muốn mà làm trại thì mọi người có thể nhìn vào đây, mọi người từ đó mọi người có thể học cái cách để làm trại bồ câu. Cái anh này thì anh ấy không thích lồng theo kiểu Thái, là lồng thông đáy, mà anh thích xài lưới hứng phân. Và xài lưới hứng phân này tầm khoảng 2 tháng rưỡi 3 tháng mình dọn một lần nhé. Đây, chim bồ câu bắt về nhà và yêu nhau liền này. Mọi người thấy sung không? Đó, nó khỏe mạnh vậy. Và khi mà mọi người làm cái lưới hứng phân như vậy thì nó sẽ sạch sẽ. Tại vì khoảng 2 tháng đến 3 tháng thì là mình phải dọn. Đây, đạp mái liền nha. Chim bồ câu về nhà khách phải đạp mái liền như thế này. Rất là sung. Và chúc cho chủ trại chim bồ câu này mau chóng phát triển và đạt được rất là nhiều thành công từ cái mô hình nuôi chim bồ câu titan sái tái siêu thịt. Và ở trại mình thì luôn đồng hành cùng người nông dân về cái mô hình nuôi chim bồ câu. Và cứ hợp tác với mình đi, mình tin tưởng nhau và sẵn sàng bao đầu ra cho nhau luôn. Và mình luôn tin tưởng rằng ở trại của mình cái giá chim bồ câu thương phẩm ra ràng á luôn cao hơn so với thị trường, và ổn định và bền vững hơn so với thị trường. Và cứ hợp tác với mình đi thì kênh mình là nông dân làm giàu, có trên tất cả các hạ tầng mạng xã hội các thứ luôn nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Và video của mình thì đương nhiên rồi, quay đều rất là chân thực,